chị ơi. Tới đây là kết thúc rồi. Đâu rồi, kết thúc rồi. Trời ơi, cho em thấy gì em chạy. Trời ơi, mỗi đúng rồi, em nghe chưa có đã cái gì hết trơn á. Đúng rồi, mỗi tuần sẽ có thời gian, thời lịch tụi này kia, tụi chị sẽ biểu diễn ở đây. Nếu như em hai em muốn thì đóng lịch, đóng chợ. Ôi trời, tới ngày đó đi. Trời ơi, nghe nhiều quá. Tụi mình đợi tới cuối tuần sau để mình nghe tiếp thôi. Dùm mày ơi, nghe đen phơi muốn chết luôn. Đúng rồi đó, hai mà hai sao nghe nữa đi. Mà giờ lại nó lại nè. Ra ngoài thôi. Ra ngoài thôi. Vậy thôi. Bye đi về. Bye bye. Lộn đường. Đi nhanh lên Jimmy ơi. Đây nè mấy đứa ơi. Dạ sao? Có chuyện này muốn nói với em. Có gì kìa, có gì kìa. Chuyện gì sao? Ê, dạ em đi anh liền. Ủa, hẹn hò kìa. Bên kia à? Tối nay hai đứa mình hẹn hò với nhau đi. Ủa, cái gì? Để sao? Hẹn hò hẹn hò luôn kìa. Ây da, có nhà hay lắm bọn hẹn hò được đâu ấy. Để có gì vậy? Trời ơi, nè tụi mình hẹn hò với nhau cũng được. Em làm đồ ăn sẵn cho mấy đứa nhỏ rồi tối nay tụi mình đi hẹn hò nha. Được rồi, vậy em về chuẩn bị đi. Tối nay hai đứa mình hẹn nhau ở trước nhà anh nha. Dạ, em biết rồi. Được rồi, bây giờ em về nha. Bye bye anh, hẹn tối nay gặp lại. Chị đi đi ra, đi ra. Đi hỏi ghê thiệt á. Ủa? Hello chị Binky. Hello chị Binky với ông trưởng làng. Xin chào. Ủa chị tưởng hai đứa về rồi, sao hai đứa lại ở đây nữa vậy? Thì bây giờ tụi em về nè. Rồi thôi, hai đứa đi về, cẩn thận đi. Dạ. Về đi. Hôm nay tối nay chị có việc bận, chị sẽ làm đồ ăn sẵn cho hai đứa ăn tối luôn nha. Dạ ok. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó. Dạ. Đi thôi. Tự nhiên ông trưởng làng hôm nay ổng nghiêm túc dữ nghe. Tự nhiên mà làm gì căng muốn sợ chết luôn á. Đúng rồi. Thôi được rồi hai đứa mình. Bây giờ đi chơi đi. Được rồi, đi chơi thôi. La. Hai đứa. Đang chơi gì vui vậy? Tụi con đang chơi cái này nè, chơi nhà phao. Cho chú hỏi cô bên kia có ở nhà không hả? Dạ có. Chuẩn bị đồ ăn á, ông chuẩn kèm. Ok, cảm ơn hai đứa nha. Vậy thôi chú đi qua gặp cô bên kia đi, hai đứa cứ đây chơi đi. Trời ơi, đúng là người yêu với nhau ha, tối ngày đúng đi gặp rồi. Nhau hoài à. Giống hai đứa mừng á, tối ngày chơi với nhau hoài á. Trời ơi là trời á. Trời ơi chán quá rồi, ra ơi chán quá mấy bạn. Thôi đi về đi. Đi về thôi. Đúng rồi. Ê. Ở đẳng họ đi nói gì vậy? Dạ. Chú trưởng làng với cô Binky kìa. Em đang chuẩn bị đồ ăn. Ủa? Được. Nhưng mà em đừng có nói với ai. Tối này hai đứa mình đi hẹn hò nha. Hẹn hò đi, không được nói với sao? Đúng rồi, chúng ta phải bí mật. Đây là một buổi hẹn hò đầu tiên mà chúng ta phải bí mật, phải không? Hẹn hò mà giấu hè. Em hiểu rồi, vậy em sẽ giấu đi. Cái buổi hẹn hò này sẽ không có để cho ai biết đâu. Được, bây giờ mình đi thôi Binky ơi. Đi. Trời ơi, hẹn hò hẹn ơi mà giấu tụi mình. Vậy là không được. Hay là tối nay mình theo dõi đi, hợp lý á. Đúng rồi á, dạ đúng ý của tôi à. Thôi được rồi mấy bạn ơi, tôi vậy ra quyết định sẽ theo dõi bọn họ. Hai đứa mình đi thôi. Đi. Mấy đứa ăn tối đi, đồ ăn chuẩn bị hơi bị thơm ngon đó nha. Dạ, ủa wow. Đúng rồi. Bây giờ chị phải có việc bận đi công chuyện liền rồi, không có thể lại ăn với mấy đứa được. Mấy đứa hôm nay ăn rồi cũng ở nhà ngoan nghe chưa? Dạ, đi biết rồi vậy. Thôi, chị đi công chuyện nha, mấy đứa ở nhà ngoan nha, bye bye. Dạ, bye bye chị ơi. Trời ơi, chị hẹn hò. Rồi, bây giờ mình theo dõi thôi nào đấy cô. Tôi vậy nha, sẽ đi theo dõi thôi. Chị Binky chỉ đi qua nhà của chú Bà Lắc đua. Đi rồi kìa, đi rồi kìa. Không phải theo dõi mới được đi ơi. Theo sát thôi. Đi, theo sát. Đi rồi. Em ơi, đi rồi. Cứ đi theo anh đi rồi sẽ biết. Đi theo. Dừng lại. Ok kìa, đi thôi. Đi. Tụi mình phải thật sự bí mật nha, cho không được cho ai biết hết á. Đây là buổi hẹn hò rất là quan trọng. Nhưng mà em nghe tiếng gì á. Tiếng gì? Đọc. Em
nghe cái tiếng gì sột soạt sột soạt. Hình như là bụi cỏ thôi mà. Chắc là em nhạy cảm quá, đêm khuya em nhạy cảm mà không có gì đâu. Như là con sói hay con chuột gì thôi à, chắc không sao trời đâu. Thôi đi, em sói kìa, phía xa xa à. Thôi đi thôi, đi thôi em ơi. Đi thôi, đi thôi. Đi 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 đi. Chúng ta sắp tới địa điểm rồi. Sao mà phát hiện ra được tụi mình? Đi đâu, đi đâu, đi đâu, tiếp tục, tiếp tục. Ôi, đi thôi em ơi. Ủa, đi hướng này nè. Ăn hò gì mà cái nơi ghê vậy trời. Cái ghê gì kỳ quá. Anh có chát không vậy? Em nhìn gì đâu mà đầu lâu. Ôi, đập 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 ơi. Đúng rồi, địa điểm hẹn hò chúng ta ở trong đây nè, đi vô đây đi em. Ôi, cái chỗ này nhìn ghê quá trời luôn á mấy bạn ơi, mà nghĩ sao hẹn hò cái chỗ gì kỳ quá vậy trời. Ê, sao ông kia ông rủ chị Biên Kỳ qua đây ta? Sao kỳ quá vậy nha, đúng rồi đó, tự nhiên vũ có gì đâu mà sợ, em cứ đi vô với anh đi. Ê thôi. Thôi em ơi, bảo sao trời ơi, chị Biên Kỳ đi vô luôn. Đi về kìa, đi về kìa. Ừ, đi về đi. Anh ơi. Về cái gì? Đúng rồi đó. Em đã đi tới đây rồi. Trời ơi, vô. Không được đi về. Tụi bay đâu? Ra đi. Chào tụi em. Em đã vào đây rồi, không được đi đâu đâu. Bắt lại thôi tụi bay. Ba người đó là ai vậy mấy bạn ơi? Ôi, thêm chết rồi. Con nhóc ngây thơ nó bị tao bắt rồi. Ôi, chị Vinh, chị Vinh bắt rồi. Dùng cái này đi. Ê, hình như mấy cái người đó cũng là Spunky, nhưng mà nhìn đáng sợ lắm. Ôi, đúng rồi, mấy người đó cũng là Spunky á, nhưng mà đáng sợ quá. Bây giờ tụi mình làm nhưng gì mà chị Vinh kia bị bắt rồi? Ông trưởng làng cũng quen tụi này hả ta? Nhưng mà bây giờ mới để ý, ông trưởng làng là người sao? Đúng rồi. Ây da, bây giờ ông nghe lời cô già, bây giờ cô sẽ là trời ơi, cái gì mà đi gì nguy hiểm quá, nhìn tôi nè, phải như vậy nè. Quấy da. Chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô, chạy vô. Ây, đau tôi, đau tôi. Ây da. Ui, bỏ họ kìa. Làm ơn hả tôi ra khỏi đây đi. Hả cái gì chứ, cứ ở đây vui mà. Đúng rồi. Mày làm tốt lắm, bắt thêm một đứa nữa rồi. Bắt thêm một đứa nữa rồi là sao? Có nghĩa là đã bị bắt nhiều người lắm rồi. Mấy người đó là gì hả? Tha tôi ra. Không được tôi la lên đó. Cái la gì? La đi, la thoải mái đi. Ở đây cũng bắt nhiều người quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình phải làm cách nào để mình cứu chị Vinh Kỳ đi à? Ở đây cũng có nhiều đứa la lắm rồi đó mà không thoát được đâu. Bây giờ phải kêu về kêu mấy cái anh kia thôi. Mình phải theo dõi đi một chút xíu để coi câu chuyện này như thế nào cái đã. Còn bọn họ định làm gì? Ở đây dù có la như thế nào thì cũng không có ai cứu đâu. Ủa cô ơi mấy người bắt mấy họ vẫn là Spinky kia như ông nói đúng rồi đó ý hà. Ôi, bọn nó la Spinky kinh vậy hô gồm luôn. Mấy người đang sợ mà tôi không có thật ra đâu. Kinh vậy. Có gì đâu mà đáng sợ hả? Được rồi, tụi với ông phải về nói cho mọi người. Báo mọi người và tới đúng rồi, phải lẹ lên ơi. Nhanh lên, nhanh lên, đi đây. Đỡ coi, đỡ coi. Bọn ép đọc chờ đó, nhưng mày sẽ quay lại báo. Chờ đó, bọn tôi bấm kỳ kênh vậy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lũ ba chi chi, lũ ba chi chi. Chạy ơi, chạy ơi, nhóm. Nhanh lên mới được, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 1, 2, 1, 2, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, ê, tập thể dục buổi sáng rồi. Trời ơi, đâu rồi, trời ơi. Trời ơi, hẹn tập thể dục buổi sáng mà ông nội này, ông ngủ quên luôn gì trời. Thiệt luôn. Ủa vậy? Mẹ anh ơi. Ôi, cái gì vậy đó? Sớm vậy, mua tập thể dục. Công chuyện rồi, đúng rồi. Chơi công chuyện rồi. Công chuyện vậy? À, mày đưa. Chắc chắn là đi công chuyện. Chị Biên Kỳ bị bắt. Hả? Đúng vậy. Cái làng này an toàn muốn chết. Thấy không, có ai vô đây được đâu. Ở với lại trời ơi, ông sao bị bắt được trời? Cái bị ông bà lát vụ. Ai bắt? Ông bà lát. Ông bà lát. Ở chỗ này mà sao bắt gì ta? Bên cây bị ông bà lát vụ xong rồi đi xuống địa ngục hay ở đâu á? Chọn chung chính là Spunky hổ rồ. Đúng đúng. Sao mà trưởng làng lấy quen cái đám đó được? Đúng rồi, trưởng làng làm sao đụng chạm không ngoài trừ khả năng ông phản bội tụi mình để tìm một con đường sống thì sao? Đúng rồi, bây giờ đi cứu đi, đi cứu đi. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Có giờ làm gì có ai đánh lại mấy con đó đâu. Đúng rồi, tụi anh đâu đánh lại tụi hổ rồ đó đâu. Đúng rồi, đáng sợ lắm. Trời ơi, trời ơi, mấy anh nghe chưa vậy? Mấy anh là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên đi cứu chị con gái chứ. Giờ phải làm trời sao đây, tụi mình chắc phải bán sới đi chỗ khác thôi. Trời ơi, thôi biến nhà cho khác được không vậy? Mấy người này sao mà chết nhát quá vậy trời. Thôi được rồi, bây giờ làm một bài nhạc gì đó lại để cho hưng phấn lên, cho cố gắng lên thì chúng ta cũng đi giải cứu nào. Trời
Trời ơi, chỉ có ba tụi anh là không có giao bài nhạc nào hay đâu em ơi. Trời ơi, trời cái gì đâu? Cái làng này đâu toàn người chết nhát không mà trời. Bây giờ làm sao đi? Anh chết nhát của tụi anh quýnh không có lại. Bây giờ quýnh không lại, không lẽ bỏ mặt chị Vinh gây mấy anh muốn chị Vinh gây bị đúng bắt. Vậy. Một ngày nào đó cũng thấy anh sẽ bị bắt luôn á chứ vậy gì chị Vinh gây không đúng đâu. Luôn. Nhưng mà bây giờ chị Vinh Kỳ bị bắt, bọn anh mà cứu bọn anh bị bắt chung luôn á chứ có cứu được đâu. Trời bắt luôn nguyên lẹ luôn á. Có gì đâu mấy anh sợ, mấy anh cũng như người ta đâu, anh đừng chạy mấy mà anh, gì. Mấy anh cũng là sự Vinh Kỳ, còn ông kia chỉ là sự Vinh Kỳ kinh dị thôi mà. Có gì đâu nhái mà, có gì đâu sợ. Kinh dị đó em, kinh dị đó em. Thì nó kinh dị mới đáng sợ đó mấy má. Tại vì bọn em chưa biết đó thôi. Bọn sự Vinh Kỳ hô gọi đáng sợ đó. Là những sự Vinh Kỳ bị hoa hả. Trời ơi màu. Nếu mà anh không đi cứu thì thôi để em với Jimmy đi. Đúng rồi đó. Mày đứa cứu bằng cái gì? Nhưng mà không có sức mạnh gì hết. Bây giờ phải làm sao? Có cách nào để mình tụi em lại nếu mà bân kỳ với hai không? Hai đứa muốn đi cứu không? Đúng rồi. Tụi anh nè biến hai đứa có sức mạnh bân kỳ giống tụi anh luôn. Chỉ có thể giúp tới đó thôi. Đúng anh rồi. Anh chỉ có thể giúp như thế thôi. Được không? Được. Được đó, nhưng mà mấy đứa có chắc mấy đứa dám đi không? Mấy đứa có chắc mấy đứa đánh lại đúng không? Đúng rồi, dân chị chơi sợ gì mưa rơi. Chị Vinh Kỳ là người trong làng, chị Vinh Kỳ dẫn đuôi tụi em. Chị Vinh Kỳ là bạn với anh mà mấy anh không cứu thì thôi tụi em cứu chứ sao. Đúng. Mấy anh ở nhà đi, bây giờ biến tụi tôi thành sợ bấm kỳ đi, nhanh lên. Đúng rồi. Làm thôi. Rồi đó, không rồi nè. Tụi em đã biến hành cái gì đây mấy anh? Bây giờ đứa đã trở thành một sợ bấm kỳ. Wow. Đúng vậy. Wow. Ủa Jimmy mình là gì vậy anh? Mình đã trở thành Sự Binh Kỳ rồi nè các bạn ơi. Em tên gì vậy anh? Em tên là Sky. Sky. Wow. Đúng rồi. Wow. Còn em tên là gì vậy anh? Em bot. Tên con bot. Wow. Đúng rồi. Wow. Robot vui vẻ rồi đó. Wow. Ăn uống mấy đứa cũng hay đó. Hay quá. Mà anh mấy đứa này nghe đó dễ hơn. Nghe âm thanh của em như là điện tử luôn á mấy anh. Trời ơi, mình thích quá, mình thích quá, mình thích quá. Thôi được rồi, đã đến lúc chúng ta đi cứu chị Pinky thôi. Đúng rồi, các bạn ơi, tụi mình đã trở thành Pinky rồi. Thì tụi mình không còn sợ gì đó, tụi mình sẽ mấy em nhớ cẩn thận nha. Phải cẩn thận đó. Thôi, cẩn thận đó, mấy anh không giúp được nữa đâu. Mấy anh có suy nghĩ kỹ chưa, mấy anh có muốn đi với tụi em không? Thôi, em vậy mấy anh. Đúng vậy, nên là trời ơi. Trời mấy đứa thông cảm cho anh đi. Trời anh cũng thông lại. Mấy anh chết nhát quá à. Nên thôi, chúng ta đi thôi Jimmy ơi. Thôi, chúng ta đi thôi. Yeah, chồng tôi. Đi thôi nào. Tạm biệt. Tạm biệt hai đứa nha. Bấm cây, bấm cây, bấm cây. 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 Bấ